Anh đứng dưới đây. Anh đứng cho anh. Chụp anh chị. Đây đây, em chụp cái chị nha. Rồi, 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 chụp lắm. Rồi, rồi, cả nhà ơi, mình dùng máy này nha. Một, hai, đây, 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 chú ơi. Một, hai, ba. Ê, con dùng bước bên kia. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Rồi xích vô lên dập cho. Rồi ok đẹp quá. Rồi nhìn máy này nha. Rồi. 1 2 3 tắm nữa à. Rồi. Qua 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 đi một chút xíu chị. Rồi ok. Rồi thay đồ đúng không? Đứng giữa là anh trai. Rồi thay rồi nha. Rồi ai bắt nhìn máy này. Rồi ai bắt lại nha. Ở đâu? Rồi. Rồi nha. Và bây giờ em xin mời đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam anh Bình và đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam anh Thiện bước lên sân khấu để giúp em trao những tấm bằng tri ân này, những cái tượng trưng tri ân này đến cho tất cả các anh chị em có mặt ở đây ạ. Kính thưa tất cả quý vị, đang đứng trên sân khấu là đại diện của các đơn vị đồng hành cùng với chương trình Nối Vòng Tay Lớn. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ có một phần tri ân nữa để gửi đến từng thành viên trong nhóm Thiện Tâm và nhóm Sài Gòn Hồi Sinh. Tất cả quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay để cùng đón xem những gương mặt trong nhóm Thiện Tâm và nhóm Sài Gòn Hồi Sinh. Họ là ai và họ đã có những kỷ niệm như thế nào quý vị nhé. Xin mời bạn Võ Tiến Khoa đâu ạ? Một lần nữa cho phép chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến với đại diện của các đơn vị đã cùng đồng hành với chương trình Nối Vòng Tay Lớn. Xin phép được cảm ơn quý vị và xin phép được mời quý vị sẽ trở về hàng ghế dành dự phía bên dưới để chúng ta cùng nhau tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin phép được mời ông Võ Văn Thiện, trưởng ban công tác phía Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có đôi lời chia sẻ đến tất cả quý mạnh thường quân cũng như là tất cả quý vị đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Dạ, lời đầu tiên cho phép Nam Dương sẽ gửi đến toàn thể quý cô chú, các anh chị, các bạn, các em. Nam Dương sẽ không dùng từ đại biểu, Nam Dương sẽ không dùng từ quý vị, mà Nam Dương sẽ thưa về tất cả những gương mặt thân yêu, những tấm lòng vàng đã đến với chúng tôi trong ngày hôm nay. Sự đến của tất cả đại gia đình của chúng ta, lời chào yêu thương và kính trọng. Mời chị Hồng Vân Huế xong, ta tới Lâm Nhật Huế nữa. Tổng đạo diễn chương trình mời toàn bấm ruột không. Ca khúc đầu tiên sẽ mời quý vị cùng nghe là một bài hát rất dễ thương của một người nhạc sĩ mà nó bị gọi là thầy. Vâng, thầy Lê Dinh. Huế và em của nhạc sĩ Lê Dinh. Bài này chúng tôi sẽ cùng với Vũ đoàn Đại Dương. Yeah. Cảm ơn Vũ đoàn Đại Dương. Vũ trao một tay thật lớn quý vị. Yeah, nghệ sĩ Bảo Vy. Kính thưa quý vị,
Úi chà, hôm nay Huệ cả nuôi luôn đó nè. Em cảm ơn chị Bảo Vy. Kính thưa quý vị, đây là thần tượng, đây là tuổi thơ của Long Nhật. Nghệ sĩ Bảo Vy, cô đào chảnh của nhà hát Cải Lương Sông Hương, thành phố Huế. Chà, ngày xưa Long Nhật và Mỹ chỉ biết làm thơ em ạ. Ngày xưa là của nhà Long Nhật Mỹ Bảo Vy, mà bây giờ lượng lên và chị Vy thành fan Long Nhật. Em cảm ơn chị Vy đã đặng nội bấy từ người Huế vô đây để em luôn. Một tràng vào tay được lượng dành cho nghệ sĩ Bảo Vy. Chị Vy còn nói đối đơn gì không ạ? Cảm ơn chị. Không vấn đề kìa. Đi từ bộ tề. À tẻ mà người Huế cái bằng bộ. Cảm ơn chị Bảo Vy, cảm ơn. Hôm nay cả ni quay tổng đạo diễn với là Hồng Phượng là bộ tẻ to nhất. Còn Lâm Nhật là người Huế hả? Xong hai mùa người Huế tặng hoa. Nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, nghệ sĩ ưu tú Bảo Vy. Trong nhà mình thương nhau dễ sợ. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ Lâm Nhật sẽ có một ca khúc rất là xúc động. Vừa rồi Lâm Nhật có 14 MV hát cho Sài Gòn và quê hương Việt Nam giữa đại dịch. Sẽ có một ca khúc của, đây là một bài thơ của anh Vũ Tuấn, được nhạc sĩ Huyền Ngọc phổ nhạc. Một cái tâm sự của một người bác sĩ ở tuyến đầu. Và tôi để hát cho rồi, tôi hát nói ra khóc á. Dạ, tại vì có những người đã nằm lại giữa tâm dịch không về. Có rất nhiều bác sĩ, những y tá, những y sĩ, những tình nguyện viên. Và có rất nhiều nghệ sĩ của chúng tôi nữa đã ngã xuống giữa tâm dịch, mãi mãi không về. Nhưng một người nằm xuống thì bao nhiêu người đứng lên cùng ta nắm tay đẩy lùi dịch bệnh. Mặc dù bây giờ dịch bệnh vẫn còn, nhưng chúng ta vẫn đồng lòng. Sẽ mời cả nhà cùng nghe Nếu Anh Không Về, thơ Vũ Tuấn, âm nhạc Huyền Ngọc. Trân trọng kính mời quý vị. Cho nghệ sĩ Vũ Bích Ngân. Cảm ơn em gái đã hỗ trợ cho Lâm Nhật trong cái cuộc này. Xin được đón nhận thưa thiệt quý vị là con trai Huệ là mịt ướt lắm quý vị. Dạ, rất dễ khóc. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị. Cảm ơn ca sĩ Lâm Nhật. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần biểu diễn của ca sĩ Lâm Nhật. Và tiếp theo sau đây thì cho phép chúng tôi xin được mời tất cả quý vị cùng đến với phần biểu diễn của một ngày. Kính thưa tất cả quý vị, cho phép đại duy xin được thay mặt cho các thành viên trong ban kỹ thuật của chương trình xin phép được gửi lời xin lỗi đến quý vị. Dạ, có lẽ là trước khi mà anh Hưng Hoàng Phúc gửi đến tất cả quý vị tiếng hát của mình thì tôi xin được thay mặt cho tất cả những khán giả muốn nói với anh một điều rằng là mọi người rất là trông chờ sự xuất hiện của anh và cũng gửi lời cảm ơn với anh vì anh đã đồng hành cùng với chương trình lần này. Và hồi nãy quý vị vỗ tay thì anh Phúc ở bên trong đang khấn tổ nên chưa nghe rõ. Chúng ta cùng dành một tràng pháo thật lớn cho ca sĩ Hưng Hoàng Phúc có được không ạ? Lời đầu tiên cho Hưng Hoàng Phúc xin gửi lời chào trân trọng và thân thương nhất tới tất cả quý vị quan khách có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Anh Phúc có thể chia sẻ với tất cả quý vị trong suốt khoảng thời gian mà cả thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung là chúng ta cùng nhau chung tay để chống dịch thì đối với anh những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm gì đã lưu giữ lại trong ký ức của anh ạ? Thực sự đó là một cái khoảng thời gian rất là dài và chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời mình ở thời khắc nào cả. Thì phải nói là những ngày như vậy mình mới cảm nhận được thấm thía là ở nhà nó cực khổ như thế nào. Được ra đường mới vui mọi người ơi. Và sau khi mà Phúc đi trên đường thành Sài Gòn của mình hoặc là đi trên đường thành phố Hồ Chí Minh của mình mà thấy đông đúc, thấy kẹt xe, mừng lắm. Không có như hồi trước. Hồi trước là thấy kẹt xe than, ủa sao đông quá, kẹt xe quá, còn bây giờ thấy kẹt xe là mừng. Dạ.
Khi mà anh Phúc nói rằng là đi ra đường mới vui thì trong số những khách mời đang ngồi ở đây thì tôi thấy có một doanh nhân là anh Trương Nguyễn Mạnh Cương. Thì khi mà nghe nói rằng là đi ra ngoài đường mới vui thì anh ấy gật đầu. Có lẽ là tôi hiểu cái cảm xúc của anh ấy lẫn anh Phúc là đôi khi ở nhà nhiều báo với vợ thì ra đường là mới vui. Yeah. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón những cảm xúc âm nhạc đến từ ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị, và sau đây xin mời tất cả quý vị hãy đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh, dành cổ vũ cho cổ động tinh thần cho tất cả những người ở tuyến đầu, những cái ngày mà mọi người ở nhà, cũng như là ủng hộ cho toàn người dân thành phố Hồ Chí Minh có động lực để chống dịch. Một ca khúc rất hay của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh, bài hát được mang tên Cố Lên Sài Gòn. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nơi chúng ta bắt đầu tinh thần, nắm tay nhau vượt qua năm mươi, sớm chưa vui buồn đón đưa hy sinh, bao nắng mưa vượt qua bão giông, dù nơi đâu Sài Gòn vẫn luôn dẫn đầu. Nhưng hôm nay đừng khó buồn, đêm hôm nay ánh sáng bên em thật nhiều. Em nào bạn ơi hãy hát Cố Lên Sài Gòn. Nào bạn ơi hãy nhớ cảm ơn Sài Gòn. Sài Gòn của ta, Sài Gòn của chúng ta. Khán giả tại Sài Gòn, và hôm nay Phúc cũng rất là vui khi mà được tham dự chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, được gặp gỡ tất cả quý vị sau những cái ngày mà chúng ta phải nói là vất vả ở nhà chống dịch, đúng không ạ? Hôm nay mà chúng ta được ngồi ở đây, có thể ngồi đông như thế này và có thể là không đeo khẩu trang, nhưng mà chúng ta vẫn giữ một cái tinh thần rất là tích cực và lạc quan, luôn luôn chống dịch ha. Cảm ơn tất cả quý vị. Xin mời tất cả quý vị hãy đến với một sáng tác rất hay nữa của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh. Ca khúc được mang tên Tôi Đi Tìm Tôi. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn anh Đông Hoàng Phúc. Ngày hôm nay thì tất nhiên rồi, mọi người ai cũng vui và hào hứng khi mà anh hát ca khúc Tôi Đi Tìm Tôi. Ở đây một trong những fan của anh ấy. Dạ có. Dạ. Nãy Long Nhật sao chị em tặng mà tới anh Đăng Hoàng Phúc chị bay lên chị ôm hôn dữ rồi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Hy vọng là tất cả quý vị vẫn luôn đón nhận những sản phẩm âm nhạc cũng như là những bài hát của Phúc. Và một lần nữa cảm ơn những tình cảm của tất cả quý vị, và xin chúc cho tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Em cũng muốn nói với anh Phúc một điều là em cũng gửi lời đến với anh Nguyễn Hoài Anh cũng như là anh Đăng Hoàng Phúc, là trong suốt cái thời gian em học cấp 2 mà nếu cái kết quả học tập của em nó không tốt là lỗi do anh đó. Là tại vì thưa quý vị, ngày xưa cái cô gái mà Duy thích đó là rất thích nhạc của anh Đăng Hoàng Phúc, nên là Duy thay vì chép bài thì lại đi chép cái lời bài nhạc của anh Phúc hát để gửi tặng cho cô bé đó. Nên là thật ra là nếu như ngày xưa mà cô bé đó mà thương em thì giờ này em đâu có ế thế vậy đâu. Nói chung là cảm ơn anh vì đó là những ký ức rất đẹp của 8X, 9X và ngày hôm nay anh đã mang đến cho sân khấu này. Nhưng mà lúc đó là em đã chọn thì giờ em đâu có được lựa chọn như hôm nay. Đôi khi em vẫn cảm thấy thật may mắn khi cô bé đó không chọn em. Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị. Bé lên lên xin chữ ký của em thôi quý vị. Dạ. Và ngay bây giờ thì quý vị thân mến, tôi nghĩ rằng là chúng ta nên dành những tràng pháo tay to, thật to, thật to hơn nữa để chào đón sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi.
cảm ơn anh.